ta càng bán được giá cao. Bây giờ là hiện tại đang bán là 250.000 đồng 1 kg. Nhưng mà ví dụ như bà con sẽ thắc mắc tiếp, vậy giờ trồng nhiều quá rồi giá nó cỡ nhiêu? Trồng nhiều quá nếu giá nó bằng với ri 6 bây giờ khoảng 6. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Đầu tiên thì Quanh xin phép được thay mặt đội ngũ của mình cảm ơn quý bà con chúng ta đã luôn luôn tin cậy siêu thị cây giống Willow Farm trong suốt thời gian qua. Quanh thì hay đi tìm cái câu trả lời cho những cái thắc mắc, những cái nỗi lo cũng như những cái suy tư của quý bà con chúng ta trong quá trình trồng cây giống cũng như phương pháp kỹ thuật trồng trọt. Thì ngày hôm nay Quanh xin phép được chia sẻ một cái nỗi lo rất là lo của quý bà con chúng ta về việc trồng cây sầu riêng. Bà con hay hỏi Quanh là cây sầu riêng hôm trước giờ là bên Quanh thấy là test ăn rất là ngon, hỏi cây sầu riêng Musakin trái nó ăn như thế nào, ngon hay không, rồi trái nó có sai hay không, năng suất nó có sai hay không. Và khi mà Quanh trả lời cùng với các cô chú bác anh chị thông qua những cái video thực tế mà bên Quanh đã thực hiện, thì cô bác anh chị lại thắc mắc, bây giờ con ơi vườn bên đó nó đã có trái rồi thì bây giờ là không biết là cô chú trồng Musakin còn kịp nữa hay không. Câu trả lời ở đây của Quanh là yes, là có nha bà con nha. Như bà con cũng thấy cây sầu riêng Musakin á, bà con thấy đây là những cái cây sầu riêng Musakin của siêu thị cây giống sản xuất. Đây là nơi trưng bày thôi. Mà con thấy là toàn bộ những cái cây giống bên Quanh sản xuất đều tập trung vào sầu riêng Musakin hết. Và đặc tính của sầu riêng Musakin là khi còn nhỏ thì nó chưa có bung tàn nhiều, mà khi nó lớn càng lớn thì nó càng bung tàn nhiều và sức đề kháng nó rất là cao. Thì bà con cũng thấy là trong những video bên Quanh đã test rồi, thì bà con thấy cây sầu riêng Musakin ăn cực kỳ ngon, cực kỳ thơm, cực kỳ gọi là mềm, mịn, tan chảy vào trong miệng của mình. Thì thị trường nó rất là rộng mở. Như sáng nay thì Quanh có nói chuyện với một cái chị gọi là chủ tịch của một công ty rất là lớn, và khi mà bên Quanh đăng cái trái sầu riêng Musakin lên thì chị rất là thấy nó ngon dữ em, nó vàng ươm luôn, cái này chị có thể mua hay không. Thì tức là Quanh cũng chia sẻ cho bà con một cái trường hợp điển hình rằng là những cái người mà người ta là rành về ăn trái cây thì khi mà thấy sầu riêng Musakin người ta rất là thích, người ta muốn mua về người ta ăn liền. Và một người em của Quanh cũng ở Sài Gòn, em cũng là một trong những tín đồ sầu riêng và em rất là thích ăn sầu riêng, thì em nói chị ơi bây giờ em thấy chị có sầu riêng Musakin đó, em đã từng ăn sầu riêng Musakin ở Việt Nam một lần rồi, bây giờ em có thể mua về để em ăn được hay không? Thì rất là tiếc là vì vườn của bên Quanh hôm trước thì cũng cắt được một số trái và chú thì cũng bán đi đâu ra thị trường Hà Nội nên là Quanh không có thể mua cho em được. Thì bằng những cái bằng chứng này thì bà con chúng ta có thể thấy rằng sầu riêng Musakin là một trong những cây rất là đáng trồng và thị trường rất là rộng mở. Thời điểm này bà con nên bắt đầu ngay. Còn những cái vườn mà đang có trái rồi, đang thu hoạch cao là các cô chú đó bắt đầu rất sớm với những cái bức tranh gọi là mập mờ, nhưng mà cuối cùng thành quả đã cho những cái trái ngọt rất là tuyệt vời, bằng cái là 70 cây mà bán được tới 500 mấy chục triệu. Thì cái đó cũng là điều mơ ước của Quanh cùng với rất là nhiều người. Thì bây giờ bà con ơi, chúng ta không chờ đợi nữa, sầu riêng Musakin Quanh đã chứng thực cho quý bà con thông qua rất nhiều video thực tế rồi, ăn cực kỳ ngon và nhiều người chia sẻ là ăn nó là bị ghiền luôn á. Nên là quý bà con chúng ta phải bắt đầu ngay, phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Chúng ta không đợi qua mùa vụ năm sau. Nếu quý bà con chúng ta chủ động được nguồn nước, chúng ta đi được hệ thống tưới nước nhỏ giọt, thì bà con chúng ta chủ động từ bây giờ giúp dùng Quanh nha. Chúng ta sẽ chọn những cái cây giống cây sầu riêng Musakin chất lượng để chúng ta tiết kiệm cái thời gian chúng ta cho chăm sóc. Tại vì bà con cũng biết ai là những người đón đợt sống đầu tiên thì giá sẽ được rất là cao. Chúng ta chọn những cây sầu riêng mà tàn nó đẹp như thế này ha, được đợt nó phát triển như thế này, cái nụ búp nó nở nó đỏ như thế này là về là chúng ta chăm sóc nó rất là khỏe. Khi mà nó lên cây 2 là bắt đầu nó chia nhánh ra rất là đều đẹp như thế này, để quý bà con chúng ta tiết kiệm cái thời gian mà chúng ta phải nhử cây, nhử nhánh, nhử chi đồ này kia vân vân các kiểu con đà điểu ở trong đó. Nên là ngay từ đầu bà con chúng ta hãy chọn những cái cây chất lượng, những cái cây khỏe luôn đi, cho chúng ta đỡ tốn thời gian của mình và chúng ta rút ngắn được thời gian. Chúng ta co trái càng sớm thì chúng ta càng bán được giá cao. Bây giờ là hiện tại đang bán là 250.000 đồng 1 kg. Nhưng mà ví dụ như bà con sẽ thắc mắc tiếp, vậy giờ trồng nhiều quá rồi giá nó cỡ nhiêu? Trồng nhiều quá nếu giá nó bằng với ri 6 bây giờ khoảng 68.000 đồng 1 kg, mà với cái sức là rất là dễ làm trái nè, đầy đủ học nè, cái thứ hai rất dễ đậu trái nè, cái thứ ba sức đề kháng rất tốt, cái thứ tư rất là ngon nè, năng suất cao nè, thì Quanh thấy với bằng bấy nhiêu cái lý do thôi thì chúng ta đã thấy là sầu riêng Musakin là đủ để lý do để chúng ta trồng rồi. Mà khi chúng ta mua sầu riêng Musakin, bà con chúng ta còn phải lưu ý ngoài việc chọn cây giống đúng giống,
Ngoài việc là chọn cây giống chất lượng thì chúng ta còn phải lưu ý một cái điểm rất quan trọng nữa là khi mua sầu riêng Mosakin là chúng ta phải yêu cầu hoặc là chúng ta phải hỏi cái nhà làm giống cây sầu riêng của tôi đã được xả nắng hay chưa. Bà con thấy Quanh đứng ở ngoài vườn là Quanh phải đội nón lá, tại vì toàn bộ khu vườn của bên Quanh từ cây lúc còn nhỏ mới bắt đầu vô bịch là bên Quanh đã xả nắng hoàn toàn để cho cây hưởng nắng, hưởng hương, hưởng hoa, hưởng sương trực tiếp của mặt trời, trực tiếp của thời tiết, chịu mọi sự khắc nghiệt, mọi sự tác động luôn, để cho cây nó làm quen được với những cái khắc nghiệt của thiên nhiên. Khi đó thì sức đề kháng của cây nó rất là mạnh. Còn nếu mà nó có hao hụt thì nó hao hụt phần bên Quanh, thì bên Quanh sẽ tự chịu trách nhiệm cho phần đó. Như vậy thì rất là tốt cho quý bà con của chúng ta. Nên là lưu ý với quý bà con chúng ta là chúng ta cần phải hỏi cái nhà làm giống của mình. Thứ nhất là cây có đúng giống hay không, thứ hai là cây nó có chất lượng hay không, tàn nó có đẹp hay không, cái thứ ba là chúng ta phải hỏi là xả nắng dùng tôi chưa. Nếu mà chưa xả nắng thì về bà con chúng ta phải tốn thêm thời gian tầm khoảng 15 ngày để chúng ta xả nắng nữa nha. Còn nếu xả nắng rồi thì về cho cây nghỉ mệt dùng quanh cỡ 5-10 ngày là chúng ta trồng. Khi chúng ta trồng thì chúng ta cũng lưu ý đi dùng quanh cái phân hữu cơ luôn, chứ không có đi phân hóa học quá nhiều. Nếu bà con chúng ta muốn sử dụng phân hóa học thì chúng ta bón một nhúm nhỏ thôi, phân NPK một nhúm nhỏ thôi, chúng ta không đi quá nhiều. Nếu bà con đi cái phân hữu cơ mà bên Quanh đang làm ngay từ hồi nhỏ đó thì bà con sẽ thấy cây càng lớn càng phát triển càng ít sử dụng phân trở lại. Tại vì theo cái cơ chế là tự vận hành của cái cây, nó sẽ kích hoạt cái cây, nó phát triển bộ rễ lan rất là mạnh ở phía dưới, hút chất dinh dưỡng từ lòng đất mẹ thật nhiều, giúp cho tăng cường cái độ phì nhiêu của đất mẹ, từ đó là cây chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ cùng với thiên nhiên. Nên quý bà con chúng ta lưu ý là cần phải sử dụng phân hữu cơ ngay từ hồi nhỏ giúp dùng quanh. Còn cái bộ dinh dưỡng dành cho cái cây sầu riêng Mosakin thì Quanh đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, để Quanh có thể tổng hợp video lại và Quanh chia sẻ quý bà con chúng ta một lần nữa nha. Còn bây giờ thời điểm này, thời điểm rất vàng để chúng ta trồng sầu riêng Mosakin, thời điểm kim cương tức là cách đây 4 năm nó đã qua rồi, bây giờ là tới thời điểm vàng, bà con chúng ta phải nhanh chóng làm việc này giúp dùng Quanh nha. Giúp dùng Quanh nếu muốn ăn trọn cái sầu riêng Mosakin, đây là thời điểm vàng. Còn thời điểm kim cương cách đây 4 năm nó đã qua rồi, thời điểm đó mua cây giống rất là mắc. Những anh chị nào dám chơi dám chịu thì mới dám đầu tư mua cây giống từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi một cây. Còn bây giờ nó còn dao động, còn thấp lại, nó gấp hơn 10 lần so với trước kia rồi. Nhưng mà nhớ chuẩn chọn dùng Quanh cây giống chất lượng nha. Lưu ý giúp dùng Quanh đúng giống, chất lượng, xả nắng và đi phân hữu cơ ngay từ nhỏ. Còn nếu trong quá trình trồng trọt bà con chúng ta cần thêm sự hướng dẫn chi tiết hơn nữa thì có thể gọi cho số hotline hiện trên màn hình để Quanh cùng với các bạn chuyên viên có thể đồng hành cùng với bà con chúng ta nhiều hơn. Bên Quanh kinh doanh cây giống, sản xuất cây giống và đồng hành hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con chúng ta trọn đời luôn. Và thậm chí đối với những cái loại cây đặc biệt mà bên Quanh phát triển ở thị trường mới thì bên Quanh sẽ hỗ trợ liên kết cho quý bà con với những cái nhà thu mua để những nhà thu mua đó làm việc trực tiếp tới quý bà con của chúng ta luôn. Còn khi bà con chúng ta sử dụng những cái phân bón hữu cơ mà bên Quanh cung cấp, bà con chúng ta sẽ đảm bảo rằng những cái sản phẩm này nó sẽ theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp, giúp cho chúng ta tạo ra những cái sản phẩm an toàn và hạn. Khi mà cây mà sử dụng gọi là hữu cơ nhiều đó thì nó sẽ không bị dư đạm, thành lá nó sẽ rất là cứng cáp và nó không thu hút sâu rầy, nên chúng ta sẽ hạn chế được tối đa cái việc sâu rầy rất là nhiều luôn á. Này những cái chi tiết này Quanh sẽ chia sẻ tiếp cho quý bà con chúng ta trong nhiều video khác nữa. Mời quý bà con chúng ta đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được nhiều cái video hữu ích khi bên Quanh phát hành nha. Còn bây giờ Quanh xin phép chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác mà mình mong là nó sẽ hữu ích cho quý bà con chúng ta nhiều hơn. Xin chào quý bà con, siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại.